sáng nay thì hội mô tô thành phố Hồ Chí Minh có một cái công tác gần như là thường niên, đó là ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân được tổ chức tại quận 1. Mọi người cũng thấy thì khá là đông xe mô tô, thì cũng lý do là hôm nay sau khi chạy Olympic thì anh em sẽ bắt đầu tập trung về quận 12 để gửi xe ra Hà Nội phục vụ cho công tác cấp truyền hình lần thứ 35. Thì hôm nay cũng vinh dự là có sự tham gia của các sở ban ngành cũng như lãnh đạo thành phố cùng tham gia chạy Olympic. Rồi chạy xong thì đi gửi xe thôi. Xe này sao không mãi? Không ạ.